Vào đây nha, tôi vẫn không hiểu tại sao thằng này nó cũng lạc theo tôi nè anh em. Tôi chắc lạc trên cái hòn đảo này rồi anh em à. Giờ tôi phải sinh sống trên đây, tôi nghĩ là vậy. Tại xung quanh tôi không thấy thuyền đâu hết, thì đương nhiên là tôi phải cố gắng sinh tồn trên đây rồi anh em à. Mau một ngày trở về, có rìu thì mình sẽ lấy gỗ thôi. Trúng đầu liền, ngon 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 ngon. Chúng ta sẽ có một cái gọi là crafting table build thôi anh em. Ủa, tôi cũng có khá là nhiều đồ anh em à, không hiểu tại sao luôn. Chắc mới vô thằng này nó kiếm giùm tôi đấy. Đây đấy, chúng ta có thể ráp được cung tên, một cái wooden fin là cái gì đấy, wood wall nè, tôi có thể xây nhà nè anh em, và tôi có thể ráp được ra cung, khá là ok nha. Stone wall, ấy giết nó, ê, đúng rồi, băng, xiên mày nè con, có vẻ là tôi sẽ ráp một cái wood wall, có tôi có thể làm đuốc nè, làm đuốc luôn nốt đi nhờ. Khoan, chưa chọn vị trí mà, được rồi đấy, tôi sẽ bỏ một vài thứ vô nè. Bắn nó đúng rồi, hay lắm. Cái dây anh em ạ. Oh, that's cool. Tại sao lại tôi để cái bàn chế tạo bên đây mà không để bên đó cho tiện ta? Yes, 64 cái. Tôi sẽ xây nhà anh em ạ. Nói chung là có một cái nhà để trú. Ui, mày đâu rồi? Lẹ. Thôi để tao tự chơi lắm. Được anh em ạ. Ui. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Để xây nhà sẽ khó đây. A few minutes later. Ngầu chưa? Nó là qua nữa kìa anh em. Sao mày nhảy qua được? Thấy chưa? Tuổi gì mà nhảy qua luôn ấy. Are you sure about that? Mày nhảy. Ê, thằng kia đâu rồi ta? Ủa, tổ sư nó đi đâu rồi anh em ạ? Mày cút bà mày ra coi hả? Nhà của tôi, ôi tôi nhớ nó trồng gỗ mà sao nhà của tôi nó lại mọc cái gì lên nha. Vô lý thế nha. Ít nhất nó lùn nhưng mà nó rộng anh em ạ. Nhảy không lên đâu con trai của ta. Nó lại lên kìa anh em, vô lý vậy. Holy shit, sao nó tập trung nhiều thế nha. Quay, từ từ. Đấy, ơi, cho nó vô anh em ạ. Cứ bước vô, bố mày chọt chết bà. Ôi, mày vô, làm sao đây ra? Chọt mày nè con, đào cái này, đấy. Nói qua mà tôi phải chế tạo một cái thứ gọi là cái gì nha. Đây, gọi là cánh cửa. Và tôi sẽ cần gỗ. Ở đây khá là nhiều gỗ, nên là không cần lo đâu anh em. Và thằng bạn của tôi nó đi đâu rồi? Đây nè, đi. Nope. Come here. Ui, mày để nó đánh tao kìa. Chơi nó. Đây, đi theo tao. Mày, ôi, mày sao? Đâu đấy, đi đâu vậy? Từ. Ủa, nó là tới kìa anh em, đi theo tao. Ôi, kiểu như này nó thích tắm anh em à. Cần cửa đi nha. Một cái ghế nè. Run, bố mày chạy vô nhà, bố mày nhảy. Ôi, không chạy được. Xanh á, nó bị dướng rồi anh em. Mày sao mày nhảy coi. Sang bằng một chút xíu anh em. Bố mày cày mày. Mày, cửa đâu, cửa. Xanh á, nó vô nữa kìa anh em à. Tôi là quan cửa đi đâu ấy. Nai sư, ta sẽ qua cứu mày, hãy về nhà đi con trai của ta. Đi về nhà, đừng có hung quá, đi. Đi lên, quỷ ngu này. Ủa, mình gì, lâu lắm vậy đi nhá. Ê, đi sao thì xuống nữa. Man nó bắn tôi kìa anh em à. Thôi, để nó ngủ ngoài đi. Cái lò than, funnel, rap. Gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Đặt. Đấy, này có đồ để sưởi ấm rồi anh em à. Tôi có thể làm ra một cái loại silver coin iron bar nè. Iron bar có vẻ ngon hơn nè. Nhà tôi nhỏ nhưng mà ok anh em à. Đập mắm, miễn sao ấm là rồi. Rồi nó lên rồi kìa anh em. Ôi, mày có thể đi vô chung với tao được không? Bố nó chà mày. Ấy, xấu cái đứa. Đi. Holy shit. Nó giết nhau đấy anh em. Ui, có mấy con ma kìa anh em à. Bay vô. Ui, xú. Cút ra nha. Mày. Ui, đau lắm anh em à. Một. Run, where you go man? Wait, no. Con kia nó vẫn me tôi thì đêm nay không biết tôi sống qua không anh em à. Nó vẫn bắn kìa anh em à. Few moments later. No. What you doing? Mình ngu thế. No. Damn, what are you doing? Hey, close the fucking door. Come on, bitch. Good, baby. Chọc chết luôn á. Bố mày vẫn không chịu thua đâu. Bố mày vẫn không đầu hàng đâu. Bụp. Mày con xanh mày. Giờ tôi phải lắp cái nhà của tôi lại cái đã anh em. Hey, ok chưa? Hình như tôi thấy cái mộ của tôi. Ui. Zombie. Damn. Không ổn rồi anh em ạ. Không ổn rồi. Mà tôi phế quá. Bắn nó đi, cứ bắn nó đi. Tao tin mày mà. Bước vô. Đấy, copper anh em. Đứng đây thôi, đứng đây là cân tất anh em ạ. Đêm chết cái chục lần thì tôi cũng tu sửa lại được một chút xíu anh em ạ. Tất cả những gì tôi tu sửa được là hai cái bức tường là bằng đá, gần bằng đá thôi anh em. Có vẻ là tôi phải đi một chuyến rồi anh em ạ. Chuyến gì đó khá là lớn nha. Tôi phải đi một chuyến, tôi tìm một vài thứ anh em ạ. Cái này là một cái gọi là đồng anh em ạ, cứ đào thôi.
đồng khá là hữu dụng. Ý, mấy này hát rồi, mấy này hát rồi anh em ạ. À. Con gì mới á? À? Ui, con này đâu à? Con này đâu nè? Nhảy qua nó đi. Giúp bên đây chỉ có đá thôi, bên đây chỉ có đá thôi. Tôi phải chạy về. Vô lý thế nhỉ. Thấy em, đấy là tất cả những gì tôi có sau một chuyến hành trình mà là không đâu vào đâu hết anh em. Thôi tôi có thể ráp được cái này. Tôi có thể uống được không nhỉ? Tôi có thể ráp được. Có vẻ là tôi nghĩ cái này với cái này nó đặt gần nhau anh em ạ. Hay lắm. Wow, tôi mang được rồi đấy. Tôi đây là cái giày nè, có cái quần luôn nha. Hình như cái này nó mạnh hơn thì phải anh em ạ. Đây phá khúc này. Quạt mày xuống nè con. 12 seconds later. Chết cha, cha sắp tối rồi. Tôi phải đi tìm một vài thứ có đá, không có sắt. Tôi sẽ lấy đá vậy. Có hang nè anh em. Tôi sẽ đi vô đây một lần thử rồi ra sao. Rope. I don't know what this is, but it's ôi cái gì kia. Holy shit. Tôi qua một cái gọi là một cái chỗ mà nó khá là mùa đông luôn anh em. Biết tôi có lên được hay không thì tôi cũng chả biết nữa anh em. Ui, mày nhảy đâu ra vậy? Mày một kiếm bố mày mạnh lắm rồi đấy. Holy shit, what is this? What we have here? Mini Boson. No, don't. Tôi chả thấy gì tôi chơi luôn anh em. Ôi, no. I'm gonna die. Tôi sẽ quyết định tôi đi tìm sắt anh em ạ. À. Vẫn chưa thấy sắt đâu hết. Sắt sao hiếm dữ ta. Ok, tôi đào cái hố trước nhà tôi, tôi vẫn chưa thấy sắt. Nên là tôi sẽ đi xa một chút xíu. Coi nó ra sao. Tôi chưa gặp được sắt đâu hết nên là cứ đi và đi. Ui. Anh em có thấy vậy? Ui sao nó nó đẩy tôi xuống rồi. Bố mày cay mày lắm. Khô máu luôn mày, khô máu. Thôi tôi ăn được, cái kèo này tôi ăn được. Đấy. Ui. Cút coi, tôi phải đào một mớ hỗn độn để tôi lên được cái đằng trên đây nè. Run, what the f... Mày hả kim cái cục, ui. Oh shit, oh my god. Tôi lại bị dính trong đây rồi anh em ạ. Tại sao tôi có thể bị dính trong đây một cách ngu người thế nhỉ? Ui. Fuck. The next day. Sau khi mình đào được một mớ lead ore rồi thì mình nó cũng đến đêm rồi anh em ạ. Nói chung là cũng có được cái lead bar nè. Một vài thứ là thích mình sẽ chế tạo cái kiếm luôn. Chơi anh em ạ, quăng kiếm gỗ nha. Đây chúng tôi không xài kiếm gỗ nữa rồi. Bụp. Mạnh thật sự. Và mình cũng làm cái đường ray, bạn có thể thấy không? Đây, cái đường ray của tôi đây. Bố mày cày. Bước vô đây hả? Tôi sẽ cho bạn coi cái đường ray của tôi đây. Coi nó thế lào nè. Khá là ngầu luôn ấy. Một công sức từ ngày đến đêm luôn đấy. Bố láo hả mày? Đấy. Chạy. Mie. Mày nó bị kẹt à? Rồi xong rồi, xong rồi. Toàn thoát 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 thoát. Hơi lỗi. Tôi phải đào lại cái dưới kia rồi anh em. Cút đi nha. Tao có kiếm mới tập cưng á. Tôi sắp toàn luôn đấy anh em ạ. Còn có mấy máu à? Ăn cái. Có con sóc đâu đây ta? Vô lý gì ta? Mày sao? Tao không cố tình đâu. Tại mày đứng trước đường của tao đấy. Bố mày biết cháy đi. Bố mày biết bắn cung rồi đấy. Đây là cái hệ thống đường hầm của tôi đấy. Tôi đào cũng khá là mệt. Cháy rồi. Mày sao? Đang đào cứ phá thế nào nha. Đấy, đường hầm tôi khá là xa luôn đấy anh em. Tôi đào khá là chăm chỉ nên anh em ủng hộ tôi mới đào tiếp đấy. Cút bà mày ra coi. Giờ tôi có thể chạy lên khá là nhanh và chạy xuống khá là nhanh luôn anh em. Chỉ có khúc này là không thuận lợi mấy thôi. Đây, coi nè. Ngầu chưa. Đấy, ui, tôi thu mày sao. Wow. Mấy anh em thấy chưa anh em? Chạy khá là nhanh luôn ấy. Tập này chỉ vậy thôi đấy anh em. Đấy, tôi cũng sửa sang lại cái nhà được một chút xíu, cũng khá là đẹp hơn nhiều rồi nha. Anh em có thấy hai cái thanh này không? Tôi có thể nhảy qua lên. Để nhảy qua đây đấy. Ngầu chưa. Anh em ạ. Cút. Ui nó nhảy. Ui. Ui luôn. Ui. Ái xịt. Nhảy khá là cao luôn.